Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 28. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nay là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều sẽ được phước. Cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi vào. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi, bị đánh bại trước mặt ngươi. Chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi. Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và đi theo đường lối Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi. Muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va, và chúng nó sẽ sợ ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được sinh nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng các tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai. Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chứ chẳng phải đằng đuôi. Ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chứ chẳng hề ở dưới thấp. Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì nay là mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi. Ngươi sẽ bị rủa sả ở trong thành và ngoài đồng ruộng. Cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi cũng bị rủa sả. Hoa quả của thân thể ngươi, bông trái của đất ruộng ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều sẽ bị rủa sả. Ngươi sẽ bị rủa sả khi đi ra và lúc đi vào. Vì cớ ngươi làm điều ác và lìa bỏ Đức Giê-hô-va, nên trong mọi công việc ngươi bắt tay làm, Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa sả kinh khủng và hăm dọa, cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt và chết mất vội vàng. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ôn dịch đeo đuổi ngươi, cho đến chừng nào nó diệt ngươi mất khỏi đất mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Đức Giê-hô-va sẽ lấy bệnh lao, bệnh nóng lạnh, bệnh phù, sự nắng cháy, sự hạn hán, binh đao và sâu lúa mà hành hại ngươi, khiến cho các nỗi đó đuổi theo ngươi cho đến khi ngươi bị chết mất. Các tầng trời ở trên đầu ngươi sẽ như đồng, và đất dưới chân ngươi sẽ như sắt. Thay vì mưa, Đức Giê-hô-va sẽ khiến cát và bụi từ trời sa xuống trên đất ngươi cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi bị những kẻ thù nghịch mình đánh bại. Ngươi sẽ do một đường ra đánh chúng nó, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt chúng nó. Ngươi sẽ bị xô đùa đây đó trong khắp các nước của thế gian. Thay ngươi sẽ làm đồ ăn cho chim trên trời và thú dưới đất, không ai đuổi chúng nó đi. Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi ghẻ chốc của xứ Ê-díp-tô, trĩ lậu,
ghẻ ngứa và lát mà ngươi không thể chữa lành. Lại giáng cho ngươi sự sảng sốt, sự đuôi mù và sự lãng trí. Đang buổi trưa, ngươi sẽ đi rờ rờ như kẻ mù trong tối tăm. Ngươi không được may mắn trong công việc mình. Hằng ngày sẽ bị hiếp đáp và cướp giật, chẳng ai giải cứu cho. Ngươi sẽ làm lễ hỏi một người nữ, nhưng một người nam khác lại nằm cùng nàng. Ngươi cất một cái nhà nhưng không được ở. Ngươi trồng một vườn nho, song không được hái trái. Con bò ngươi sẽ bị giết trước mặt ngươi, song ngươi không được ăn thịt nó. Lừa ngươi sẽ bị ăn cắp hiện mắt ngươi, nhưng không ai trả nó lại. Chiên ngươi sẽ bị nộp cho kẻ thù nghịch, nhưng ngươi không có ai giải cứu nó. Các con trai và con gái ngươi sẽ bị nộp cho dân ngoại bang có mắt ngươi thấy. Hằng ngày hao mòn vì trông mong chúng nó, song tay ngươi không còn sức cứu vớt. Một dân tộc mà ngươi chưa hề biết sẽ ăn lấy thổ sản và mọi công lao của ngươi. Ngươi sẽ bị hiếp đáp và giày đạp không ngớt, trở nên điên cuồng vì cảnh tượng mắt mình sẽ thấy. Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi một thứ ung độc tại trên đầu gối và chân, không thể chữa lành được, từ bàn chân chí chót đầu. Đức Giê-hô-va sẽ dẫn ngươi và vua mà ngươi đã lập trên mình đến một nước mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết. Ở đó, ngươi sẽ hầu việc các thần khác bằng cây, bằng đá. Trong các dân tộc mà Đức Giê-hô-va sẽ dẫn ngươi đến, ngươi sẽ thành một sự kinh hãi, tục ngữ và tiếu đàm. Ngươi sẽ đem gieo nhiều mạ trong ruộng mình, nhưng mùa gặt lại ít vì sẽ bị cào cào ăn sạch. Ngươi trồng nho, song không được uống rượu và không gặt hái chi hết vì sâu bọ sẽ ăn phá đi. Ngươi sẽ có cây olive trong cả địa phận mình, nhưng lại không được sức dầu, vì cây olive sẽ rụng trái. Ngươi sẽ sinh con trai và con gái, nhưng chúng nó không thuộc về ngươi, vì chúng nó sẽ bị bắt làm mọi. Con rầy sẽ ăn hết cây cối và thổ sản của ngươi. Khách lạ ở giữa ngươi sẽ lướt trên ngươi càng ngày càng cao, còn ngươi lại hạ xuống càng ngày càng thấp. Họ sẽ cho ngươi vay, còn ngươi chẳng hề cho vay lại. Họ sẽ ở đằng đầu, còn ngươi ở đằng đuôi. Hết thảy những sự chúc rủa xả này sẽ giáng trên ngươi, đuổi ngươi và theo kịp, cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt. Bởi vì ngươi không có nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và không giữ các điều răn và luật lệ mà Ngài truyền cho ngươi. Các sự rủa xả này sẽ ở trên mình ngươi và trên dòng dõi ngươi như một dấu kỳ sự lạ đến đời đời. Bởi trong lúc dư dật mọi điều, ngươi không vui lòng lạc ý phục sự Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Cho nên trong lúc đói khát, trong lúc trần truồng và thiếu thốn mọi điều, ngươi sẽ hầu việc kẻ thù nghịch mà Đức Giê-hô-va sai đến đánh ngươi. Họ sẽ tra ách sắt trên cổ ngươi cho đến chừng nào tiêu diệt ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ từ nơi xa, từ địa cực, khiến dấy lên nghịch cùng ngươi một dân tộc bay như chim ưng, tức là một dân tộc ngươi không nghe tiếng nói được, một dân tộc mặt mày hung ác, không nể vì người già, chẳng thương xót kẻ trẻ, ăn sản vật của súc vật ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị tiêu diệt. Nó không chừa lại ngũ cốc, rượu, dầu hay là lứa đẻ của bò và chiên ngươi, cho đến chừng nào đã tiêu diệt ngươi đi. Dân đó sẽ vây ngươi trong các thành của cả xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, cho đến chừng nào những vách cao lớn và vững bền kia mà ngươi nhờ cậy đó sẽ bị ngã xuống. Trong lúc bị vây và khi quân nghịch làm cho túng thế cùng đường, ngươi sẽ ăn hoa quả của thân thể mình, tức là ăn thịt của con trai và con gái mình mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Trong lúc ngươi bị quân nghịch vây tại các thành mình, làm cho cùng đường túng thế, người nam nào nhu nhược và yếu ớt hơn hết trong các ngươi sẽ ngó giận anh em mình, vợ yêu dấu và con cái mình còn lại, không chịu cho ai trong bọn đó thịt của con cái mình mà người sẽ ăn, bởi mình không còn chi hết. Trong lúc ngươi bị quân nghịch vây tại các thành mình, làm cho cùng đường túng thế, người nữ nào non nớt và mảnh khảnh hơn hết trong các ngươi, vì sự yếu điệu hay là sự sắc sảo mình,
vốn không đặt bằng chân xuống đất, sẽ nhìn giận chồng rất yêu của mình, con trai và con gái mình, bởi cớ nhau bọc ra từ trong bụng và những con cái mình sinh đẻ, vì trong cơn thiếu thốn mọi điều, nàng sẽ ăn nhẹm chúng nó. Nếu ngươi không cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này, ghi trong sách này, không kính sợ danh vinh hiển và đáng sợ này là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi và dòng giống ngươi những tai vạ lạ thường lớn lao và lâu bền, những chứng độc bệnh hung. Ngài sẽ khiến giáng trên ngươi các bệnh hoạn của xứ Ai Cập mà ngươi đã run sợ đó, và nó sẽ đeo dính theo ngươi. Vả lại, các thứ chứng bệnh và tai vạ không có chép trong sách luật pháp này, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ khiến giáng trên ngươi cho đến chừng nào ngươi bị tiêu diệt đi. Số các ngươi vốn đông như sao trên trời, nhưng vì không có nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nên chỉ sẽ còn lại ít. Hễ Đức Giê-hô-va lấy làm vui mà làm lành và gia thêm các ngươi thế nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ lấy làm vui mà làm cho các ngươi hư mất và tiêu diệt các ngươi thế ấy. Các ngươi sẽ bị trút khỏi xứ mà mình vào nhận lấy, và Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc ngươi trong các dân, từ cuối đầu này của đất đến cuối đầu kia. Tại đó, ngươi sẽ hầu việc các thần khác bằng cây và bằng đá mà ngươi cùng tổ phụ ngươi không hề biết. Trong các nước ấy, ngươi không được an tịnh, bằng chân ngươi không được nghỉ ngơi. Nhưng tại đó, Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi một tấm lòng run sợ, mắt mờ yếu và linh hồn hao mòn. Sự sống ngươi vẫn không chắc trước mặt ngươi. Ngày và đêm ngươi hằng sợ hãi, khó liệu bảo tồn sự sống mình. Bởi cớ sự kinh khủng đầy dẫy lòng ngươi và bi cảnh mắt ngươi sẽ thấy, nên sớm mai ngươi sẽ nói, chớ chi được chiều tối rồi. Chiều tối ngươi sẽ nói, ước gì được sáng mai rồi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi đi tàu trở lại xứ Ai Cập bởi con đường mà trước ta đã nói, ngươi không thấy nó nữa. Ở đó, ngươi sẽ đem bán mình cho kẻ thù nghịch làm nô và tỳ, nhưng không có ai mua. Chương 29. Này là các lời của sự giao ước mà Đức Giê-hô-va dặn biểu Môi-se lập cùng dân Israel trong xứ Mô-áp, ngoài sự giao ước Ngài đã lập cùng chúng tại Hô-rép. Vậy, Môi-se gọi cả Israel mà nói rằng, các ngươi đã thấy mọi điều Đức Giê-hô-va làm trong xứ Ai-díp-tô trước mắt các ngươi cho Pha-ra-ôn, quần thần và cả xứ người, tức là những sự thử thách lớn lao, dấu kỳ, phép lạ mà mắt ngươi đã thấy. Nhưng cho đến ngày nay, Đức Giê-hô-va không ban cho các ngươi một tấm lòng để biết, mắt để thấy hay là tai để nghe. Ta đã dẫn dắt các ngươi 40 năm trong đồng vắng, áo sống không cũ trên mình ngươi, giày không mòn dưới chân ngươi. Các ngươi không có ăn bánh, uống rượu hay là vật chi sai, để cho biết rằng ta, Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của các ngươi. Khi các ngươi đến chốn này, Si-hôn, vua Hết-bôn và Óc, vua Ba-sang đi ra đón đặng giao chiến cùng chúng ta có đánh bại họ, chiếm xứ họ và ban cho chi phái Ru-bên, Gát và nửa chi phái Ma-na-se làm sản nghiệp. Vậy các ngươi khá gìn giữ, làm theo những lời của sự giao ước này, hầu cho các ngươi được may mắn trong mọi việc mình làm. Hết thảy các ngươi, nào trưởng tộc, các chi phái, nào các trưởng lão, nào các quan cai, nào mọi người nam của Israel, những con trẻ và vợ các ngươi, nào kẻ khách lạ ở trong trại quân ngươi, từ người chặt củi cho đến người xách nước, ngày nay hãy đến chầu trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đặng vào trong sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và vào trong lời thề mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi lập cùng ngươi ngày nay, hầu cho ngày nay lập ngươi lên làm dân của Ngài và Ngài làm Đức Chúa Trời ngươi, y như Ngài đã phán cùng ngươi và thề cùng tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Gia-cốp. Chẳng phải chỉ với các ngươi mà ta lập giao ước và lời thề này thôi, nhưng lập với người nào ngày nay đứng tại đây cùng chúng ta trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, luôn với những người nào không có cùng chúng ta trong ngày nay. Các ngươi biết sự kiều ngụ của chúng ta trong xứ Ai Cập và chúng ta đi ngang qua các nước là làm sao.
đang khi đi ngang địa phận chúng nó, các ngươi đã thấy sự gớm ghiếc của chúng nó và những tà thần quái gở bằng cây, bằng đá, bằng bạc và bằng vàng ở nơi chúng nó. Trong các ngươi, chưa có người nam, người nữ, họ hàng hay là chi phái nào ngày nay trở lòng bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, đặng đi hầu việc các thần của những dân tộc ấy. Trong các ngươi cũng chớ có rễ sinh ra vật độc và ngải cứu. Ai nghe các lời của sự thề này, chớ có tự khoe nơi lòng rằng ta sẽ được bình an dẫu khi ta đi theo sự cứng lòng ta, đến đổi vật được tưới với vật bị khô đều cùng hư nát. Đức Giê-hô-va không khứng tha tội cho người, nhưng bây giờ cơn giận và sự kỵ tà của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng người, và hết thảy sự rủa sả ghi trong sách này sẽ chất nặng trên mình người. Đức Giê-hô-va sẽ xóa tên người khỏi dưới trời và biệt người ra khỏi các chi phái Israel để bị tai họa, chiếu theo hết các lời trù ẻo của giao ước đã ghi trong sách luật pháp này. Đời sau, con cháu sinh ra sau các ngươi và người khách ở phương xa đến, khi thấy những tai vạ và chứng bệnh mà Đức Giê-hô-va đã hành hại xứ này, khi thấy toàn xứ chỉ diêm, muối và trái tiêu, không giống gieo, không sản vật chi hết, chẳng một thứ cỏ nào mọc, giống như sự hủy hoại của Sodom và Gomorrah, Ác Ma và Sê-bô-im bị Đức Giê-hô-va phá diệt trong cơn thạnh nộ Ngài, thì chúng nó và các nước sẽ hỏi rằng, sao Đức Giê-hô-va đãi xứ này như thế? Căn cớ của sự thạnh nộ lớn lao này là làm sao? Người ta sẽ đáp rằng, ấy vì họ bội giao ước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ đã lập cùng họ khi dẫn họ ra khỏi xứ Ai Cập. Ấy vì họ đi hầu việc và thờ lại các thần mà mình chưa hề biết và Ngài không phân phát cho. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi phừng lên cùng xứ này, đặng giáng trên nó các sự rủa sả ghi trong sách này. Và trong cơn thạnh nộ, hờn giận và nổi nóng, Đức Giê-hô-va đã rút dân này khỏi đất họ và ném vào một xứ khác, như điều đó hiện có ngày nay. Những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp này. Thi Thiên 67. Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi, để đường lối Chúa được biết trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa. Các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ, vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân và cai trị các nước trên đất. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Ngài. Đất đã sanh hoa lợi nó, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ ban phước cho chúng tôi. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài. Sách Ca Thương, chương 1. Thành này xưa vốn đông dân lắm, kìa nay ngồi một mình. Xưa vốn làm lớn giữa các dân, nay như đàn bà quá. Xưa vốn làm nữ chủ các quận, nay phải nộp thuế khóa. Nó khóc nức nở ban đêm, nước mắt tràn đôi má. Mọi kẻ yêu mến nó, chẳng ai an ủi nó. Bạn bè nó phản nó đều trở nên nghịch thù. Giu-đa đi làm phu tù, vì chịu nạn cùng chịu sai dịch nặng nề. Ở đậu giữa các dân, chẳng được chút nghỉ ngơi. Những kẻ bắt bớ đuổi theo nó, theo kịp nó nơi eo hẹp. Các đường lối Si-ôn đang thảm sầu, vì chẳng ai đến dự kỳ lễ trọng thể nữa. Mọi cửa thành hoang vu, các thầy tế lễ thở than. Các gái đồng trinh nó bị khốn nạn, chính nó phải chịu cay đắng. Kẻ đối địch nó trở nên đầu, kẻ thù nghịch nó được thịnh vượng. Vì Đức Giê-hô-va làm khốn khổ nó, bởi cớ tội lỗi nó nhiều lắm. Con nhỏ nó bị kẻ nghịch bắt điệu đi làm phu tù. Con gái Si-ôn đã mất hết mọi sự làm cho mình vinh hoa. Các quan trưởng nó
như nai chẳng tìm được đồng cỏ, chạy trốn kiệt cả sức trước mặt kẻ đuổi theo. Jerusalem đang ngày khốn khổ lưu ly, nhớ xưa trải mọi mùi vui thích. Khi dân nó sa vào tay kẻ nghịch, chẳng ai đến cứu cùng. Quân thù xem thấy nó, chê cười nó hoang vu. Jerusalem phạm tội trọng, bởi đó trở nên sự ô uế. Mọi kẻ tôn kính đều khinh dễ vì thấy nó trần truồng. Nó tự mình thở than, trở lui. Váy nó dơ bẩn, nó chẳng nghĩ sự cuối cùng mình. Sự sa suốt nó khác thường, chẳng ai yên ủi nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin xem sự khốn nạn tôi, vì kẻ thù đã tự tôn mình làm lớn. Kẻ thù đã giơ tay trên mọi vật tốt nó, vì nó đã thấy các dân ngoại xông vào nơi thánh nó. Về dân ngoại ấy, Ngài có truyền, chẳng được vào hội Ngài. Cả dân nó vừa đi xin bánh vừa thở than, đổi hết sự vui lấy thức ăn để tươi tỉnh linh hồn mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin đoái xem, vì tôi đã nên khinh hèn. Hỡi mọi người đi qua, há chẳng lấy làm quan hệ sao? Xét xem, có sự buồn bực nào đọ được sự buồn bực đã làm cho ta? Mà Đức Giê-hô-va đã làm khốn cho ta nơi ngày Ngài nổi giận phừng phừng. Ngài đã giáng lửa từ trên cao vào xương cốt ta và thắng được. Ngài đã giăng lưới dưới chân ta, làm cho ta thối lui. Ngài đã làm cho ta nên đơn chiếc, hằng ngày bị hao mòn. Ách của tội lỗi ta, Ngài buộc tay vào, cả bó chất nặng cổ ta. Ngài đã bẻ gãy sức mạnh ta. Chúa đã phó ta trong tay chúng nó, mà ta không chống cự được. Chúa đã làm nên hư không lính chiến ở giữa ta. Ngài đã nhóm hội lớn nghịch cùng ta, đặng nghiền kẻ trai trẻ ta. Chúa đã giày đạp như trong bàn ép con gái đồng trinh của Giu-đa. Vậy nên ta khóc lóc, mắt ta tuôn nước mắt, vì kẻ yên ủi làm tỉnh hồn ta thì đã xa ta. Con cái ta bị đơn chiếc vì kẻ thù đã thắng trận. Si-ôn giơ tay, chẳng ai an ủi nó. Đức Giê-hô-va đã truyền về Gia-cốp, những kẻ chung quanh nó nghịch cùng nó. Giê-ru-sa-lem ở giữa chúng nó như một sự ô uế. Đức Giê-hô-va là công bình, vì ta đã bạn nghịch cùng mạng Ngài. Hỡi các dân, xin hãy nghe hết thảy, hãy xem sự buồn bực ta. Gái đồng trinh và trai trẻ ta đã đi làm phu tù. Ta đã kêu gọi những kẻ yêu mến ta, nhưng họ lừa dối ta. Các thầy tế lễ và trưởng lão đã tắt hơi trong thành, khi họ tìm đồ ăn để tươi tỉnh linh hồn mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin đoái xem, vì tôi gặp hoạn nạn, lòng tôi bối rối. Trái tim tôi chuyển động vì tôi bạn nghịch lắm lắm. Ở ngoài có gươm dao làm cho mất, trong nhà có sự tử vong. Người ta nghe tiếng tôi than thở, chẳng ai hề an ủi. Mọi kẻ thù nghe tin tôi bị nạn, biết Ngài đã làm thì mừng rỡ. Ngày Ngài đã rao, Ngài sẽ khiến đến. Chúng nó sẽ giống như tôi. Nguyện cho mọi tội chúng nó bày ra trước mặt Ngài. Xin đãi chúng nó như đãi tôi, bởi cớ mọi tội lỗi tôi. Vì tôi than thở nhiều và lòng tôi mòn mỏi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch,
bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này, bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.